Merry Christmas. Các bạn ơi, mùa Giáng sinh của các bạn như thế nào? Các bạn có được tặng nhiều quà không? Có nhận được nhiều lời chúc thật là tốt đẹp và an lành nhân dịp Giáng sinh đang tới hay không? Riêng Mạnh á, thì Mạnh cảm thấy vô cùng hạnh phúc và tình cảm đông đầy là bởi vì được nhận rất là nhiều tình cảm nè, rồi nhiều những món quà từ các bạn, rồi từ các phụ huynh, các học viên nữa. Và hôm nay thì Mạnh muốn được chia sẻ với các bạn những món quà mà Mạnh được nhận được trong mùa Giáng sinh này ha. Các bạn hãy cùng xem coi Mạnh nhận được gì nha. Đây không phải là clip để khoe đâu mà là để tri ân những cái tình cảm mà các bạn nè, rồi các phụ huynh và các học viên đã rất là yêu thương Mạnh và Mạnh cảm thấy rất trân trọng và xúc động muốn chia sẻ với các bạn đó. Nào, chúng ta hãy bắt đầu với món quà đầu tiên, món quà mà to nhất luôn. Nhìn nè, yeah, ôi các bạn nhìn nè, khủng khiếp không? Đó, gửi cho thầy Mạnh Piano ở studio 19 Nguyễn Văn Trỗi. Wow, quá trời to luôn nè các bạn, phải đi xa ra để các bạn nhìn thấy nha. Đó, wow, yeah. Các bạn thấy không? Rồi, bây giờ mình sẽ rọc ra để xem coi món quà đầu tiên này là gì nhá. Nhá. Đó. Yes. Wow, khủng khiếp không các bạn? Đó, bây giờ nha, chúng ta hãy cùng xem nha. Quá vui luôn á. Rồi, không thể tưởng tượng được các bạn ơi. Ở trong đây là bao nhiêu là tình cảm mà học trò đã dành cho mình. Để xem nha, món quà này là của bạn Alex Chung và bạn sẽ thấy nè, rất là khủng khiếp luôn, quá nhiều thứ luôn nè, nhưng mà đặc biệt là rất là thích là được tặng bánh kẹo. Đó, tha hồ ăn bánh nha. Nào, mình nghĩ là đây là popcorn, là bắp rang bơ đó, các đủ loại bắp rang bơ luôn. Rồi xong mà hiểu ý thì Mạnh mới ra, thực ra là Mạnh cũng không ăn ngọt nhiều lắm đâu, nhưng mà hả, Alex Chung ơi, thầy sẽ chia sẻ những cái bánh này, những cái bắp rang bơ này cho các bạn khác nữa nha, cho các bạn ở studio của mình nữa, các bạn tới là mỗi người sẽ được một cái, quá nhiều luôn. Ok, tiếp theo nữa nha. Rồi đây mình bỏ bớt ra nha, bỏ bớt ra tiếp theo nha, chúng ta coi cái hình trong này. Đây, một bịch bánh bắp rang bơ khác, thích chưa? Mình nghĩ là trong đây là khoảng ít nhất là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 bịch lớn đó, nhiều ghê không? Đó, vậy coi trong đây là gì nữa nè. Những chai dầu, Eagle brand, dầu con ó, có nghĩa là dầu mà để chúng ta sức khi mà chúng ta bị cảm á, hoặc là chúng ta lạnh á, chúng ta cũng thể sức nè. Cái này là đi Đà Lạt nè ha, hoặc là đi đến những nơi lạnh lẽo á, cũng có thể sử dụng được rất là tốt luôn. Rồi sao mà tâm lý dữ vậy? Cái này là phải cảm ơn ba mẹ của Alex Chung rất là chu đáo tặng cho Mạnh. Các bạn sẽ đặt câu hỏi là ủa, vì sao Mạnh đang ở Việt Nam mà lại là có quà của học viên ở Mỹ, đúng không? Của Alex ở tận Mỹ là bởi vì á, là Mạnh có dạy học online và Mạnh dạy cho Alex mỗi tuần là 1 giờ thôi, nhưng mà học rất là hiệu quả luôn và rất là nhiều cái cảm xúc và nhiều cái đam mê luôn á. Tại vì Alex là một học viên mà cho Mạnh thấy được là bạn ấy đam mê như thế nào và sáng tạo như thế nào trên đàn piano. Nếu mà các bạn có thời gian, các bạn có thể xem video clip Alex đàn ở trên fanpage của Mạnh, Túng Mạnh Phi Piano Performing Art Studio, các bạn sẽ nghe Alex đàn như thế nào. Bạn ấy đàn tuyệt vời lắm các bạn, và nghe càng đàn hay hơn nữa. Ôi, còn cái này là gì đây? Chúng ta hãy mở ra xem nha. Trời, không ngờ luôn á, chắc là gửi từ Mỹ nên á là đã lỡ gửi một cái đường xa vạn dặm như vậy rồi, nên là gia đình Alex là gửi cho bằng hết, gửi càng nhiều càng tốt, để càng nhiều tình thương mến thương càng tốt như vậy đó. Đó, chứa đựng bao nhiêu là tình cảm. Để mình mở xem cái này nào, là Alex là và gia đình tặng mình gì nha. Nhìn nè, oh my gosh, nổi da gà luôn. Nhìn nè, tuyệt vời chưa, một vòng đeo tay rất là thời trang, rất là hợp với Mạnh luôn nè. Sao biết là Alex ơi, sao biết là thầy rất là thích đeo vòng tay vậy? Đó, rất là hay đeo vòng tay luôn, hôm nay là không đeo. Tự nhiên cái vô tình lại có một vòng tay mới như thế này. Và một cái bóp của hãng Polo Ralph Lauren. Dễ thương chưa? Đúng màu đen luôn. Mạnh là chỉ thích những cái màu trung tính thôi, đen, trắng và đỏ. Đó, nên các bạn thấy là thường mình chỉ mặc những cái màu này, hơi nhàm chán nhưng mà không có bao giờ bị lỗi thời. Và đây là màu rất là thích luôn. Mạnh thì mình không dùng được hàng hiệu nhiều lắm, nhưng mà nhìn thấy cái bóp như thế này nè là mình thấy đủ sang rồi đó nha. Thì mình sẽ dùng bóp hàng hiệu này của Alex luôn nha. Cảm ơn Alex rất là nhiều. Rồi chúng ta hãy tiếp tục nha.
tuyệt vời quá. Rồi chúng ta tiếp tục nha. Bánh ăn kiêng. Đây là bánh hạnh nhân. Bánh rất là ngon luôn nè các bạn. Thấy đã chưa? Đó, đây là tình thương đến thương lắm luôn đó mới được tặng như vậy. Tiếp tục là bánh. Wow, những cái bánh hạnh nhân như đó nè. Đã chưa? Ủa, sao biết là mình hay dễ đói vậy? Chuyên gia là mình hay đói đó. Mỗi lần đói là đòi ăn vặt thôi. Ăn vặt là lúc nào trong studio của mình cũng đều có bánh hết. Không có bánh gạo lứt thì là sẽ có kẹo. Không có kẹo thì là sẽ là những cái bánh như thế này. Và đây là những cái món mà mình rất là thích luôn. Những món quà tuyệt vời. Rồi, cảm ơn Alex nha. Còn nữa đây nào, trời ơi, đây là gì đây? Sô-cô-la. Ngọt ngào như thế này thì làm sao mà thành mặt chịu nổi. Cảm ơn Alex, cảm ơn gia đình rất là nhiều. Wow, tuyệt vời quá. Còn gì nữa không ta? Ta. Đây, chúng ta hãy cùng xem nha. Alex cầm gửi cho mình tại cho mình một cái tấm thiệp nữa nè. Để xem nha. Oh my gosh. Nào, chúng ta cùng đọc với nhau nha các bạn. Chúng ta cùng đọc nha. Dear Thầy Mạnh, thank you for teaching so much in the time that we have been together. Before I met you, I wasn't very interested in the piano, but now, since I've met you, I'm now in love. Thank you. Merry Christmas to you and your family. Oh my gosh, look at this. Trời ơi, gửi cho thầy Mạnh nói là trước đây á, là không có đam mê đàn piano đâu, nhưng mà bây giờ từ khi mà học online với Mạnh á là yêu luôn cái đàn. Ôi trời ơi, nghe mà xúc động chứ nào. Merry Christmas nè. Warm winter wishes for a season of bright happy moments to share. Chia sẻ cái tình cảm này vào một cái mùa đông ấm áp và những lời chúc cho mùa Giáng sinh thật là tươi sáng và hạnh phúc dành cho gia đình và cho tất cả mọi người nữa. Thế bạn thấy không? Đó, những học trò này là những nguồn động lực. That's what my job supposed to be. That's what my job very valuable. Thank you very much, Alex. I love it. I love it so much for all that those gifts. So the gift is, I think, it's not big, but it's made by your big hearts and your family's big hearts as well. I love you so much. Thank you very much. Merry Christmas to you as well. Thank you. Và cảm ơn cả nhà của Alex rất nhiều. Và hả, các bạn biết không, ngoài ra thì mình còn nhận được rất là nhiều món quà của các bạn học viên, của các phụ huynh nè, rất là dễ thương, nhỏ nhỏ như thế này nè. Rồi như là nến thơm đó, để chúng ta có thể là thắp nến khi mà chúng ta ngồi chơi đàn đó vào mọi buổi học chẳng hạn, hay là những buổi tối mà mình dạy học á. Thường thì mình dạy vào buổi chiều và buổi tối thôi, thì là mình có thể thắp nến thơm để cho cái không gian mình lãng mạn và chơi đàn thật là hay hơn, đúng không nào? Rồi ngoài ra thì các bạn thấy là cái đàn piano này nè cũng là một món quà tình thương mến thương, được trạm trổ, được đính từng viên đá quý của học viên dành cho Mạnh, và mất đến cả tuần lễ mới có thể đính xong được một cái đàn như thế này đó các bạn. Bạn có thể nhìn nè, thấy quý ghê chưa? Đó, cái đàn này á thì là mua thì nó chỉ là bằng gỗ thôi, nhưng mà đính đá lên nữa thì các bạn thấy là nó lộng lẫy, nó đẹp như thế nào, đúng không nào? Trời ơi, Mạnh mê lắm. Rồi có cả phụ huynh, có học viên là cứ rất là thích là gửi hoa cho studio của mình luôn luôn đẹp, và cứ bất ngờ là lúc nào cũng có hoa như thế này ngập tràn cái không gian này. Không phải là do Mạnh mua đâu, mà là do cái tình cảm mà phụ huynh và học viên dành cho Mạnh, và lúc nào cũng là nghĩ tới và đem những cái bó hoa đầy tình cảm này và đầy cái hương thơm này đến với studio của mình đó. Mình gọi cái studio Tuấn Mạnh Phi Phi Piano Performing Arts Studio là một cái nơi mà chứa đầy những cái tình cảm, bởi vì nó không có những cái gì mà của riêng ai hết trơn hết, mà đó chính là cái cảm xúc, cái tình cảm mà mọi người dành cho nhau, và thông qua âm nhạc, thông qua cái cảm xúc đó mà chúng ta có một cái không gian này đó các bạn. Quá xúc động luôn, đúng không? Còn nhiều món quà nữa, và mình muốn được chia sẻ với các bạn là khi mà chúng ta sống á, chỉ cần một điều duy nhất thôi là nghĩ tới nhau, chúng ta chia sẻ những cái điều rất là nhỏ như thế này, thì dù chúng ta ở đâu đi nữa thì chúng ta cũng sẽ cảm thấy đông đầy cảm xúc hết trơn á. Và đây chính là những cái tình cảm rất là nhỏ nhưng mà nó chứa đựng rất là nhiều cái điều lớn lao mà chúng ta phải gìn giữ mỗi ngày, và nó giúp cho chúng ta phát triển cái tâm hồn chúng ta. Âm nhạc cũng là một phần trong cái cuộc đời của chúng ta nữa. Hy vọng rằng là cái clip này đem đến cho tất cả các bạn một cái cảm xúc rất là vui và
góp phần thêm cho mọi người một cái tinh thần Giáng sinh rất là đông đầy. Và một lần nữa là cảm ơn các bạn và cảm ơn các gia đình, cảm ơn các bạn học viên đã luôn luôn đồng hành cùng với Piano Performance của Tuấn Mạnh và Phi Phi. Và hy vọng rằng là chúng ta sẽ tiếp tục đồng hành cùng với nhau trong năm 2021 nữa nha. Còn bây giờ thì mình muốn được đàn một tác phẩm âm nhạc đó để thể hiện cái cảm xúc này để dành tặng cho mọi người nhân dịp Giáng sinh này ha. Rồi bây giờ chúng ta cùng nghe mình đàn nha, với xung quanh là toàn là quà, những quà này thôi. Merry Christmas. Ra chúng ta nghĩ ra điều gì? Chúng ta hãy nghĩ là làm sao chúng ta có thể trao những cái nụ cười của mình, cho những cái nụ cười rất là tinh khôi của mình, cho những cái tình cảm, cho những cái năng lượng tích cực của mình đến với mọi người. Vậy là đủ rồi. Đó, cuộc sống nó đơn giản vậy thôi các bạn à. Hãy chọn cho mình một niềm vui mỗi ngày nha các bạn. Và niềm vui của Mạnh là được đến studio và được chơi âm nhạc để tặng cho tất cả các bạn đó. Và đây chính là những gì mà mình được nhận lại đây: tình cảm, những món quà và những cái nụ cười mà các học viên dành cho Mạnh và Mạnh dành cho các học viên. Yêu các bạn rất là nhiều. Merry Christmas, và hy vọng rằng các bạn có một mùa Giáng sinh thật là hạnh phúc bên gia đình nha. Bây giờ thì chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại. Yeah.